Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ dẫn các bạn làm món hoa quả sấy dẻo. Bắt đầu mình sử dụng chuối nhé, các bạn có thể sử dụng chuối ngự hoặc là chuối tây nhé. Nhưng mà chuối nó không quá chín mà cũng không quá xanh, nó ương ương là được. Bây mình bóc vỏ ra xong ngâm cả nước chanh nhé. Mục đích của ngâm cái nước chanh thì giúp cho cái vỏ chuối nó không bị thâm, khi mà mình sấy màu nó cũng được tươi hơn. Sau khi ngâm xong thì bắt đầu mình vớt ra đem đi rửa sạch này. Dứa thì sau khi đã gọt bỏ cái phần vỏ ngoài và phần mắt của quả dứa thì bắt đầu mình đem thái lát mỏng nhé, mỗi lát cách nhau khoảng tầm 2 ly. Sau đầu mình ngâm cả nước muối pha loãng. Ngâm khoảng tầm 10 phút thì bắt đầu mình đem đi rửa sạch nhé. Bây giờ mình xếp chuối và dứa ra khay. Đem đi sấy ở nhiệt độ 100 đến 120 trong vòng 5 đến 6 tiếng nhé. Thành phẩm của mình sau khi sấy đây các bạn ơi, nhìn chuối sấy và cái dứa sấy khá là dẻo này. Mùi cũng khá là thơm, nhất là cái mùi dứa nó dậy lên. Với các món ăn này thì các bạn có thể sử dụng để ăn kèm các loại sữa chua này, trộn cùng cả ngũ cốc cũng được. Trông vị của nó ăn khá là ngon, nó dai dẻo và nó rất tốt cho sức khỏe. Hy vọng qua cái sự hướng dẫn của mình thì các bạn có thể làm thành công hai món này nhé. Chúc bạn thành công.